Em rất thích bài Cuộc Tình Trong Cơn Mưa và Freestyle đầu tiên em sẽ tập bài này. Em đã điểm hát được cơ bản rồi, không biết là bên anh có bộ giáo trình nào hỗ trợ cho em, giúp cho em là có thể là tương lai chơi được bài này. Rồi, comment của bạn thì đầu tiên thì mình sẽ tặng cho bạn cũng như là anh em một đoạn nha, một đoạn ngắn để anh em nghe vui, ok? Và bây giờ thì anh em xem mình sẽ đi chậm lại để anh em cần học những gì mà cũng như em nè, có thể là chơi được bài này. Đầu tiên nè, anh em thấy mình chơi ở cái form là Mỹ Thứ, thì bước đầu tiên anh em phải, như mình sẽ tư vấn thẳng cho bạn này là phải nắm cái bộ, học trước cái bộ cảm âm, âm dài, bát tông, đạp âm. Đây chi, cái bộ đó mình sẽ được hai cái nè. Một là mình sẽ cảm được nốt nhạc, cái nốt melody của bài. Đó. Cái thứ hai là mình sẽ nắm được, mình sẽ cảm được hợp âm. Ta da 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 là đó. Rồi nói chung là trong cái bộ cảm âm, âm dai, bát tông, đại học âm nó nhiều lắm, nhưng mà nó sẽ giúp cho bạn là gì, tìm được melody, nốt melody của bài, nốt nhạc của bài, và cũng như là về hợp âm của bài. Hai cái đó rất là quan trọng, anh em tập cảm đi, sau này nó còn giúp cho anh em tốt về việc là gì, điểm hát nữa, rồi ra ngoài anh em sẽ chơi lead với những anh em mà đi accord khác rất là tốt. Và cái bộ thứ hai là mình sẽ đi thẳng vào solo tông Mi Thứ và Son Trưởng. Anh em thấy là bài này mình chơi Mi Thứ, Mi Thứ nè, xuống La Thứ, Rê Thứ, Son Trưởng. Đó anh em, thì cái bộ mà Mi Thứ, solo freestyle Mi Thứ với Son Trưởng thì nó giúp cho em làm gì? Nắm được những hợp âm tắc của tông Mi Thứ và Son Trưởng. Tại vì chơi solo là anh em sẽ ưu tiên là chơi hợp âm tắc, nốt ở đâu là anh em sẽ chơi hợp âm tắc ở đó nha anh em. Cái hợp âm chặn thì anh em chập nó hơi cực, hơi khó, nó bị rớt, toàn là chơi hợp âm tắc anh em, hợp âm gọi là hợp âm solo. Rồi nắm được cái đường đi, cái cách thức đó, mình đi đi nốt giai điệu như thế nào, nốt điểm như thế nào, bass như thế nào, và hòa trộn cái đó lại với nhau. Và nếu mà được, em có thể là bonus thêm cái bộ giáo trình La Thứ và Đô Trưởng. Tại vì sao? La Thứ và Đô Trưởng nó sẽ nhẹ nhàng hơn tí xíu. Đó, em học xong cái La Thứ Đô Trưởng, mình sẽ nhảy sang Son Trưởng Mi Thứ, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó, được thì làm combo hai bộ, bộ cảm âm và bộ Son Trưởng Mi Thứ. Còn hai là làm combo ba bộ, cảm âm, La Thứ Đô Trưởng và Son Trưởng Mi Thứ. Rồi, cảm ơn em đã quan tâm, cũng như là anh em cần thì anh em có thể là vào phần hồ sơ của báo guitar, mình sẽ tư vấn kỹ cho anh em. Và quan trọng như thế này là trong quá trình anh em học là còn sự hỗ trợ của báo guitar nha.